Buổi lễ diễn ra vào tối ngày 17 tháng 12 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taeyong, Yuna, SNSD, Minho, Taemin, K, Shinee, Suho, EXO. Tại đây, một quỹ từ thiện do mẹ của cố nghệ sĩ thành lập nhằm giúp đỡ nghệ sĩ trẻ về cả công việc lẫn sức khỏe, thể chất, tinh thần. Trên các mạng xã hội, đông đảo fan bày tỏ nỗi nhớ nam ca sĩ, nhớ về một ký ức không thể nào quên. Đó là ký ức về ngày 18 tháng 12 năm 2017, làng giải trí châu Á rúng động vì Jon Hoon tự tử bằng khí thang. Cái chết của tài năng 27 tuổi phần nào cho thấy sự khắc nghiệt của làng giải trí Hàn Quốc.